giảng tòa nhân sanh hạnh phúc Làm thế nào để trở thành một người tốt chân thật đúng như Pháp Người giảng Thầy giáo Thái Lệ Hút Số một tổ tiên xa xưa 4.500 năm trước Giáo dục con cháu của họ như thế nào Số 2 thực hiện giáo dục đức hạnh như thế nào Số 3 quy tắc nhân sanh đầu tiên đệ tử quy Ngày 20 tháng 11 năm 2004 Thành phố Hải Khẩu trung tâm dở lòng quốc học Hiếu Liêm Tập 10 Các vị bằng hữu chào mọi người Chúng ta tiếp tục là Mối quan hệ tiếp theo Ở trong ngũ luân Chúng ta đã nói qua mối quan hệ cha con Và dạ, mối quan hệ thầy trò rồi Bây giờ tiếp theo là Quan hệ vua tôi Cái gọi là Quân nhân thần trung Giờ thời xưa thì Quân là chỉ quân dương thần là chỉ thần dân quan hệ vua tôi quân thần bây giờ có mối quan hệ quân thần này nữa hay không rất nhiều người nói hiện nay không có hoàng đế nữa vì thì không có mối quan hệ quân thần nữa rồi dễ nghĩa như vậy thì dễ nghĩa theo một cách rất hẹp nghĩa quan hệ quân thần là chỉ mối quan hệ giữa người lãnh đạo và người bị lãnh đạo đây là bao hàm vào trong mối quan hệ rồi vì vậy chúng ta hãy xem những vị quan tốt ngày xưa họ đảm nhận chức thái thú hay là đảm nhận chức tuần phủ dưới họ cũng có rất nhiều những thuộc hạ những viên chức đều rất trung thành với họ đây cũng là thuộc về mối quan hệ quân thần cái gì bằng hữu ở trong cái xã hội này còn có những đoàn thể nào thì cũng thuộc về mối quan hệ quân thần này chúng ta hãy suy nghĩ thử xem ở trong cuộc sống của chúng ta trong xã hội hiện nay những cái nào cũng thuộc về quan hệ quân thần là thương nghiệp chúng ta nói ở trong xí nghiệp thì có mối quan hệ lãnh đạo và người bị lãnh đạo còn gì nữa không trong nhà trường thì có hiệu trưởng và giáo viên thậm chí là giữa những vị viên chức của cục giáo dục và giáo viên của trường học đây cũng là thuộc về lãnh đạo và bị lãnh đạo trong nhà trường trong doanh nghiệp và còn cả trong quân đội nữa cũng có mối quan hệ lãnh đạo và người bị lãnh đạo còn nữa hay không cơ quan nhà nước của chúng ta xí nghiệp cơ quan nào thì cũng có mối quan hệ lãnh đạo và người bị lãnh đạo trong những mối quan hệ này thì xử lý như thế nào cho tốt rất là quan trọng Vì vậy cần phải có quân nhân Người lãnh đạo thì Cần phải nhân từ Chữ nhân này là Chữ hội ý Một chữ nhị Và một chữ nhân Bên trái là chữ nhân Bên phải là chữ nhị Là hai người đầu vậy Cái gì bằng hữu là hai người đầu vậy Là mình Và người khác Nghĩ đến chính mình Thì phải nghĩ đến người khác vì vậy mọi chỗ đều phải nghĩ thay cho người khác vì thế quân nhân thì chữ nhân này ý nghĩa là chỗ chỗ đều là thay cho cấp dưới mà suy nghĩ thậm chí là không phải chỉ có nghĩ thay cho cấp dưới mà còn nghĩ cho gia đình của họ nghĩ cho người nhà của họ là một người lãnh đạo có cái tấm lòng như vậy có tấm lòng nhân hậu như vậy thì cấp dưới sẽ nhất định rất biết ơn họ nhất định sẽ thành tâm cống hiến sức lực còn chữ thần trung chữ trung này là trung với người lãnh đạo trung với bổn phận trung với chức trách của chính họ trung với đoàn thể của chính họ thì đây gọi là thần trung cho nên nhân và trung chính là đức hạnh Mới quan hệ quân thần là đạo nhân và trung chính là đức quân nhân thần trung ở trong rất nhiều đoàn thể như vậy đều có mối quan hệ quân thần và trên sự thật ở trung quốc vào thời xưa ngay cả trong gia đình thì cũng có mối quan hệ quân thần ngày trước mỗi gia đình đều là đại gia tộc có gia đình cùng chung sống một hai trăm người bởi vì có đến một hai trăm người thì có rất nhiều trưởng bối đức cao vọng trọng và họ chính là quân họ chính là người lãnh đạo Quyết sách của cả gia tộc Đều phải thông qua Sự quyết định của họ Hiện tại thì còn những gia tộc như vậy nữa hay không? Rất ít Có lẽ là vẫn còn Vào thời nhà Minh Có một người đọc sách Tên là Trịnh Liêm Nhà của ông tổng cộng Có hơn một ngàn người Cả gia tộc có hơn một ngàn người Bảy đời cùng sống chung hiện nay mà thấy được bốn đời thôi thì cũng khó rồi bảy đời sống chung vậy bà gia đình hòa thuận hiện nay chỉ có hai vợ chồng với đứa con mà còn không hòa thuận nổi rồi có ba người mà cũng còn không xong không cần phải nói ba người hiện tại ngay cả có hai vợ chồng thôi cũng còn không xong cũng là thường cãi giả lẫn nhau cũng có khả năng là ngay cả cuộc sống có một mình mà cũng không xong vẫn thường hay không tự vượt qua nổi chính mình cũng nổi giận linh đình Giận chính mình làm sao lại làm sự việc ra nông nổi như vậy Rõ ràng biết là không nên nổi giận Mà vẫn cứ nổi giận Rõ ràng biết là không nên lười nhát Mà vẫn cứ lười nhát Tức là ngay cả bản thân mình Đối với chính mình vẫn còn xử lý chưa xong Cho nên gia đình hơn một ngàn người Mà xử lý được tốt Đây thật là một đại học vấn Vì thế Minh Thái Tổ vô cùng vô cùng bội phục Trịnh Liêm Liền thịnh giáo ông hỏi ông vì sao lại có thể quản lý được cả một ngàn người tốt đến như vậy là dùng phương pháp gì trịnh liêm trả lời một câu đó là không nên nghe lời của phụ nữ không nên sau khi nghe câu nói này mà rất nhiều phụ nữ hôm sau đều không thèm đến nghe nữa rồi nói là thầy thái lại có thể mắng phụ nữ cho nên chúng ta nghe thì phải nghe cho ra được cái ý nghĩa thật sự của nó là nằm ở chỗ nào không nên chỉ nhìn vào cái ý nghĩa bên ngoài của văn chữ Vì sao mà Trịnh Liêm lại nói muốn giữ gìn gia đình một ngàn người Thì phải không nghe lời phụ nữ Bởi vì một gia đình, một đoàn thể Thì sợ nhất là điều gì? Dèm pha, nói xấu Sợ nhất là những lời dèm pha, xích mít, gây chia rẽ Giờ sinh ra thị phi xích mít Thì người lãnh đạo nghe được những lời này liền sanh bất bình Sự bất bình đó liền sẽ ảnh hưởng đến lời nói Và những hành động họ làm cho nên hễ mà ra tay thì người của gia tộc liền cảm thấy không công bằng mà không công bằng thì người của gia đình sẽ bắt đầu dao động nhân tâm bắt đầu ai nhìn thấy ai cũng không vừa ý vì thế một người lãnh đạo thì không thể tin nghe những lời dèm pha phải có thể đại công vô tư mà làm việc vậy thì vì sao mà ông nói không nên nghe lời của phụ nữ bởi vì người phụ nữ vào thời xưa tương đối ít có được cơ hội tiếp nhận giáo dục. Mà đã không được tiếp nhận giáo dục thì đối với giáo huấn của cổ thánh tiên hiền, đối với đạo lý làm người sẽ không hiểu. Mà đã không hiểu làm người như thế nào thì tầm nhìn sẽ rất ngắn, tâm lượng sẽ rất nhỏ hẹp. Tâm lượng mà nhỏ hẹp thì sẽ đố kỵ, bên này tính toán bên kia, mà khi tính toán so bì thì làm cho nhân tâm bắt đầu bất bình. Bắt đầu có rất nhiều phân tranh Rồi bắt đầu sinh ra những lời dèm pha bịa đặt Vì thế mà ông nói không thể nào được tin nghe những lời dèm pha thị phi Vì thì nếu đã là một người lãnh đạo Thì họ phải có năng lực Xét đoán những lời nào Thì không thể nghe Việc này vẫn là cần phải có trí huệ Nhưng mà con người ta cũng lạ Hãy nghe thấy những lời dèm pha thì bắt đầu căng tay ra mà nghe sau đó liền nói Ai nói vậy? Ai nói vậy? Chỉ cần nghe nói như vậy thôi Thì bạn không vừa mắt Ai đó nói xấu bạn thì lập tức liền căng tay ra nghe Tôi đã từng nghe qua giáo sư Thích Tịnh Không Giảng đến điểm này Nghe nói chỉ cần có người nói xấu Người nào đó Thì nghe liền ngăn người đó lại Nghe nói anh đừng nói nữa Hình tượng của người đó ở trong lòng tôi rất tốt Nên anh đừng có quỷ bán người ta Khiến cho mỗi một người Ở trong lòng Ngài Đều giữ được cái hình tượng rất tốt đẹp Đây là rất có trí huệ Không nghe lời diệm pha Không nghe những lời thị phi gây chia rẽ Bởi vì ngày xưa Phụ nữ ít được tiếp nhận giáo dục Cho nên tương đối là Không hiểu được những đạo lý này Vì thế bà nói là Không nên nghe lời phụ nữ Ngày xưa quả thật là Có rất nhiều người phụ nữ vô cùng vĩ đại Cũng đã dạy ra những người con Người cháu rất ưu tú Họ kỳ thực đều là nhận được giáo dục, nhận được giáo dục gì? là giáo dục gia phong của gia đình. cho nên người như vậy là thực sự được giáo dục. bằng nói xem họ có đi học qua hay không. các gì bằng hữu đi học có thể xem là được giáo dục hay không. hai việc này không như nhau. được giáo dục nghĩa là hiểu được cách làm người, làm việc chứ không phải là chỉ đọc sách mà thôi. hiện tại rất nhiều sinh viên đại học đã đi học mười mấy năm tốt nghiệp rồi Nhưng có biết làm người như thế nào hay không? Không biết Đó vẫn chưa được gọi là giáo dục Đó chỉ nên gọi là truyền thụ kỹ năng tri thức mà thôi Chưa có thật sự tiếp nhận được giáo dục như làm người xử sự Cho nên lời của phụ nữ hiện nay Không chỉ là phụ nữ nói ra Mà những người nam chưa tiếp nhận giáo dục làm người xử sự Cũng thường hay tính toán với người này người kia Tâm lượng rất nhỏ hẹp Lời nói của những người như vậy thì có thể nghe hay không? Không thể nghe cho nên chúng ta phải có trí huệ để nhìn cho rõ không nghe diệm pha cái gọi là người nói chuyện thị phi cũng là người thị phi những người giấy động chuyện thị phi có thể họ mới chân thật là người thị phi vấn đề là chính ở nơi họ cho nên vì sao mà họ lại đến chỗ của bạn để khiêu khích diệm pha động cơ của họ là muốn khống chế bạn động cơ của họ là khiến cho đoàn thể của bạn bất hòa khiến cho gia đình bạn bất hòa đây là động cơ của họ cho nên bạn phải có năng lực phán đoán không nên nghe những lời này vì thế khi mỗi một người phụ nữ trong chúng ta đều được nhận qua sự giáo dục tốt đẹp thì lòng dạ tầm nhìn sẽ rất rộng rãi câu nói này tuyệt đối không phải nói các vị khi người đàn ông lòng dạ hẹp hòi thì câu này là đang nói người đó vì thế làm người xử sự thì phải biết mở rộng tâm lượng sau đó hoàng thượng đã ban tặng hai quả lê là loại lê rất tốt để tặng cho trịnh liêm cũng như là một bài kiểm tra với ông xem xem ông chia hai quả lê này cho một ngàn người ở nhà như thế nào tặng lê cho ông sau đó phái hai gì cẩm y về bám theo sau ông đi đến nhà của ông kết quả là nhìn thấy trịnh liêm thông thả ung dung đi lấy hai cái lô nước sau đó Đổ đầy hai lưu nước mỗi bên một trái Đem trái lê dầm nát ra Sau khi dầm nát ra Thì nước của quả lê Hòa vào trong lưu nước này Sau đó nói Nào đến đây Không phân lớn nhỏ Mỗi người uống một chén Trì gia như vậy Thì sẽ được công bằng Mà công bằng thì lòng người sẽ bình sau khi bình thì sẽ hòa Là hòa bình, hòa bình Sau khi bình rồi thì sẽ an Là bình an, bình an Sau khi an thì lòng người sẽ vui Thì gọi là an lạc Vì vậy công bằng chính là một nguyên tắc quan trọng nhất Trong việc trì gia Giả như không công bằng đối xử đặc biệt tốt Như một đứa con nào đó Vậy thì sẽ rất phiền phức Đối với đứa con này rất là tốt xin hỏi có giúp ích gì được cho nó hay không có hay không những đứa trẻ được cưng chiều ngày xưa thì có ai được kết quả tốt hay không đối xử đặc biệt tốt với nó thì nó sẽ được nương chiều mà làm tới thì nó sẽ chơi bời lêu lỏng như vậy thì đứa con phá sản có phải là đứa con từ nhỏ đã bị cha mẹ nghiêm khắc hay không đều không phải những đứa phá sản đều là những đứa từ nhỏ đã được cha mẹ nuông chiều cho nên cha mẹ mà không có lý trí chân thật thì con cái sẽ không thể dạy được tốt vì thế đối diện với thế hệ sau đối với hàng con cháu phải công bằng khi bạn luôn chiều chúng thì chúng được nước làm tới Giá lại những đứa mà bị bạn không chú ý bị bạn thương yêu ít hơn thì những đứa trẻ đó trong tâm sẽ bất bình thậm chí là chúng còn cảm thấy thật không có tự tin cảm thấy mình thật vô dụng bởi vì bạn đã xem nhẹ chúng bạn đã lơ là với chúng vì thế những đứa trẻ như vậy từ nhỏ cũng đã mất cân bằng tâm lý không được khỏe mạnh để đến khi lớn một chút thì có thể sẽ tạo ra việc anh em phân tranh cảm thấy cái gì ba mẹ cũng tốt với anh chị em mình sau cùng anh chị em có thể sẽ bắt đầu xung đột những thí dụ như vậy vào thời xưa nhiều không kể xiết cho nên chúng ta duy trì gia đình duy trì một gia tộc thì nhất định nhớ là phải vô tư phải bình đẳng như vậy thì mới là cách làm tốt nhất đối với con cháu đời sau của bạn là tấm gương tốt nhất. Vì thế mà ở trong gia tộc cũng có mối quan hệ quân thần. Tiếp đến ở trong công ty xí nghiệp có mối quan hệ quân thần. ở trong rất nhiều đoàn thể cũng có mối quan hệ quân thần. Vậy xin hỏi ở trong đoàn thể thì có cần bình đẳng hay không? Rất cần thiết giả như bạn đối với nhân viên này đặc biệt tốt thường thường tăng lương cho người này lại cho người này một số phần thưởng nhưng những nhân viên khác thì như thế nào sẽ không phục những bực dọc đó tích lũy dần dần đến một lúc nào đó sẽ bộc phát cho nên không những trong gia đình phải bình đẳng đối đãi mà đoàn thể cũng phải bình đẳng đối đãi vì thế mà hiện nay ở trong doanh nghiệp cần phải có chế độ làm ra được những biểu hiện như thế nào thì chúng ta mới có phần khen thưởng tương xứng việc này cũng là phải được xây dựng trên nền tảng công bằng bình đẳng chúng ta xem thử thời xưa người làm quân dương thì họ làm quân dương như thế nào họ làm người lãnh đạo như thế nào người lãnh đạo quan trọng nhất chính mình phải lấy thân làm gương Việc này là rất quan trọng Lấy thân làm gương Chúng tôi có một vị giáo viên Vị này sau khi xem được đề tử quy Thì rất là vui mừng Anh muốn nói anh có thể đem quyển sách này Để dạy dỗ cho tốt các học sinh của mình Vì thế sau khi trở về Thì rất là phấn khởi Qua hôm sau thì bắt đầu Mỗi ngày đều quan sát rất kỹ Này không được chạy Việc không dội, dội sai nhiều Bạn học của em vì sao lại để lộn xộn như vậy nón quần áo để cố định chớ để bừa đánh dơ bẩn thường giống như một cảnh sát đang làm nhiệm vụ canh gác vậy thường hay nhìn thấy học sinh có chỗ nào sai sót thì lập tức phê bình chúng kết quả là sau khi làm được hơn một tháng thì anh cảm thấy rất là vất vả mệt bở hơi tai đúng lúc đó có được cơ hội cùng nhau ngồi ăn cơm với chúng tôi tôi xem thấy anh rất là mệt mỏi anh nói đệ tử quy thật sự là hay nhưng mà khi đem triển khai thì tôi lại thật sự rất mệt Tôi liền làm rõ với anh Tôi nói một người lãnh đạo, một người thầy giáo Vì quan trọng nhất không phải là ra lệnh cho học trò Phải làm cho được Mà là chính mình trước tiên phải làm cho được Phải lấy thân làm cương Tâm niệm của anh vừa chuyển Thì sau khi trở về liền thay đổi cách làm Đều là yêu cầu bản thân mình phải làm được trước tiên Có một hôm Anh tự mình đang ở đó Sắp xếp lại dọn dẹp Bàn làm việc Đang lao bàn Đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn thấy Nhìn thấy có hai ba đứa trẻ Cũng đang lao bàn theo anh Kết quả là bởi vì những đứa trẻ học lớp 3 tiểu học này Hãy nhìn thấy người khác làm thì cũng làm theo Giống như một tổ ông vậy Cả lớp đều bắt đầu lao bàn học Anh nói về lúc đó thì trong lòng ông rất là cảm động Mới thấy được việc lấy thân làm gương Có sức mạnh rất to lớn Đúng lúc vào tuần lễ đó Họ cũng đưa học sinh ra một công viên Để dạy học Quan sát thực tế và lúc ở bên trong công viên Anh tự nhiên không xuống nhặt lên miếng giấy dụng Nhặt khoảng 2-3 mảnh như vậy Đột nhiên quay đầu nhìn lại Thì phát hiện điều gì vậy Phát hiện ra mấy mươi học sinh cũng đều đang nhặt rác Anh nói về lúc đó nhìn thấy như vậy Anh cũng rơi cả nước mắt Đương nhiên là anh đã phát hiện ra được một cái chân lý Làm cha mẹ người khác Làm thầy cô của người khác Làm lãnh đạo người khác Quan trọng nhất là gì là phải lấy thân làm gương sức mạnh giáo dục của việc này sức mạnh của việc giáo hóa sức mạnh của việc cảm hóa là đặc biệt lớn sau cùng học sinh còn đi đến lấy cả rác đang cầm trên tay anh chúng đói thầy ơi thầy là người lớn những việc này để chúng em làm là được rồi vì thế đích thực là người lãnh đạo nhất định phải lấy thân mình làm gương bởi vì sao mà khổng lão phu tử lại tôn sùng các cổ thánh tiên dương như vậy cũng đều là những cổ thánh tiên dương này Dùng chính bản thân mình Chân thật đã làm đến được Tôi xem trong các sự sách Xem qua các ghi chép Có câu chuyện của vua Nghêu Vua Nghêu Có một lần đi Tuần sát Ở một vùng quê Đúng lúc nhìn thấy Có hai người tội phạm Bị áp giải Đem đi nhốt lại Vua Nghêu nhìn thấy trong lòng quan mang liền đi đến hỏi cho rõ ràng hai người các anh vì sao lại phạm tội gì phạm phải tội gì hai người dân này liền nói nói là đã lâu trời hạn hán không mưa chúng tôi cũng đã không còn gì để ăn ngay cả cha mẹ ở nhà cũng không có gì để ăn vì thế tôi đành phải đi trộm đồ của người khác kết quả sau khi vua nghiêu nghe xong lập tức liền nói với các binh sĩ ông nói các gì hãy thả hai người này ra hãy bắt ta đi mấy vị binh sĩ này nghe thấy đều ngẩn người ra làm sao lại có thể bắt nhốt một vị quân dương kia chứ thế là vua nghiêu liền nói ta đã phạm phải hai tội lớn hai người này vô tội thứ nhất là ta không có gì dỗ tốt thần dân của ta cho nên để xảy ra việc họ đi trộm đồ của người khác. Thứ hai, ta bởi vì ta không có đức hạnh, cho nên ông trời mới hạn hán không mưa. Vì vậy hai sự việc này đều là do lỗi của ta. Do nhiêu đã phát khởi ra một sự phản tỉnh chí thành từ trong nội tâm, lập tức cảm động cả trời cao. Ngay lúc đó liền có mưa rơi xuống. cái gì bằng hữu một quốc gia mà phong điều vũ thuận quốc thới dân an quyết định là lòng người mà là một người lãnh đạo có được một tấm lòng khí phách như vậy có được thái độ kiểm điểm chính mình như vậy họ chính là tấm gương cho tất cả nhân dân thái độ và hành động của họ vừa phát xuất ra thì lập tức nhân dân cả nước sẽ lập tức làm theo Cả đất nước của vua Nghiêu Dẫn thế liền thay đổi Đây cũng là có đạo lý tất nhiên Một người lãnh đạo Phải biết chí thành phản tỉnh Một người lãnh đạo Phải luôn có thể suy nghĩ cho nhân dân Đất nước này Nhất định là sẽ hưng dưỡng Ở trong tự thuật Thương thang Có một bài viết nói là Vua Thang cũng là một vị vua thánh nhân Vua Thang nói dạng phương hữu tội Tội tại trẫm cung Dạng phương là chỉ tất cả Mọi sự việc Tất cả những sự việc lỗi lầm Là lỗi của ai Trẫm Nghĩa là tự vua tự xưng mình Đều là lỗi của tôi Đều là do tôi chưa làm được tốt Tất cả các vị vua mà đều có thái độ tự mình phán tỉnh như vậy Thì nhất định có thể khiến cho thần nhân của họ vô cùng cảm động những vị vua thánh nhân này dùng tâm thành của họ để cảm động trời đất vậy chúng ta có dùng tâm thành để mà cảm động gia đình của mình hay không cho nên từ trên câu chuyện này thì chúng ta không phải đi yêu cầu người trong nhà chúng ta phải làm được những gì mà là tự mình phải phản tỉnh trước đã không làm tròn được những bổn phận gì khi chúng ta có loại tâm thành này có cái thái độ phản tỉnh này ngay cả đất nước cũng có thể thay đổi chứ huống hộ là một gia đình rất nhiều người nói ngày xưa những sự việc như lập tức có mưa như vậy có phải là thần thoại hay không kỳ thực là không phải bởi vì sao có nhiều người cũng làm ra cảm động như vậy nhiều kỳ tích như vậy mà chúng ta người hiện tại đều không thấy ai được gì vấn đề ở đâu bởi vì chúng ta so với các thánh dương so với cậu thánh kiên hiền thì chúng ta còn kém họ quá xa quá xa vào thời nhà thanh ở trong Tứ Khố Toàn Thư có ghi chép Trong các đời vua Thì Hoàng đế Khang Hy là một trong những vị Hoàng đế vô cùng có đức hạnh Khi đất nước gặp phải thiên tai hàng tháng Thì Hoàng đế Khang Hy sẽ có một khoảng thời gian ngắn tắm gọi chai tịnh Sau khi tắm gọi chai tịnh mới đến thiên đàng để cầu mưa Khi Hoàng đế Khang Hy đi lên thiên đàng Thì bầu trời trên cao không có một dấu hiệu gì Cho thấy là sắp mưa cả Khi hoàng đế Khang Hy đi lên thiên đàn Thì bắt đầu dùng tâm trí thành của người Để đọc tụng văn tế Trong lúc hoàng đế khấn đọc văn Thì mây đen bắt đầu kéo đến Đợi cho đến khi văn tế được đọc xong Thì mưa bắt đầu rơi xuống Đây đều là có ghi chép trên lịch sử Cho nên chúng ta đích thực là có thể biết được một cái chân tướng tất cả những cảnh giới tốt đẹp là nhờ chân tâm của con người mà cảm ứng vì thế đời người có thể cảm ứng được bao nhiêu hạnh phúc mỹ mãn bao nhiêu kỳ tích của cuộc sống cũng phải nhờ vào cái chân tâm này của chúng ta cho nên những vị vua thánh nhân ngày xưa này từng hay nghĩ đến lỗi lầm của chính mình đức hạnh của họ Đều trở thành mẫu mực của cả đất nước Cũng như Chu Văn Dương Chu Vũ Dương Triều Nhà Chu Ở trong lịch đại lịch sử của Trung Quốc Là triều đại trị gì lâu dài nhất Các vị bằng hữu Các vị cảm thấy họ gì sao Mà có thể trị gì đến 800 năm hay không Có phải là họ có ba đầu sáu tay hay không Không phải Kỳ thực những người vĩ đại đều là người đã đem những điều căn bản nhất Của việc làm người làm cho được tốt nhất Sau đó thì cảm động nhân dân của cả nước Vì thế chú Văn Dương Vô cùng hiếu thuận đối với phụ thân của mình là Dương Quý Chú Văn Dương chân thật đã làm được điều Sáng phải thâm Tối phải giếng Vì thế các vị bạn hữu Chỉ cần được làm cho đúng địa tử quy Thì gia đình nhất định sẽ hưng dượng Đất nước của bạn nhất định sẽ hưng dượng Ông mỗi ngày ba lần đi an dấn phụ thân Buổi sáng, buổi chiều và buổi tối Nhìn thấy sức khỏe rất tốt Tùy trong tâm rất quan hỷ Nhìn thấy sức khỏe của phụ thân không ổn Thì liền cảm thấy rất lo buồn Và lại thức ăn của ba bữa ăn Ông đều đích thân đi xem xét Xem độ nóng nguội của thức ăn sợ nóng quá sẽ phỏng ngồi quá thì ăn không nổi mỗi ngày ba lần đều vấn an phụ thân khi một người là quân dương làm như vậy thì người dân của cả nước sẽ như thế nào bởi vì hiếu là tánh đức của mỗi một con người chỉ cần vua làm ra gương hiếu đạo nhân dân cả nước sẽ dấy khởi lên được một phần bổn thiện của tâm mình vì thế là cả nước liền làm theo con của ông là chu vũ dương cũng là kế thừa được đức hạnh và chí hướng của phụ thân khi dân dương bị bệnh thì chu vũ dương mỗi ngày đều ở bên cạnh ngay cảnh long mão trên đầu cũng không cởi xuống cứ phụng dưỡng như vậy trong suốt thời gian phụ thân bệnh nếu như phụ thân bữa cơm nào không ăn thì bữa đó ông cũng không ăn nếu như hôm nay phụ thân ăn được một bữa thì ông cùng phụ thân ăn một bữa vì thế đích thực Niệm niệm đều là vì phụ thân Và đã chăm sóc Cho phụ thân như vậy được 12 ngày Và bệnh của phụ thân liền dần hồi phục Tôi tin là ngoài việc thuốc tan tốt Càng quan trọng hơn là Tấm lòng hiếu thảo của Chu Vũ Dương Khiến cho phụ thân ông thấy vô cùng an ổn Một gia tộc mà hiếu được như vậy Thì sẽ khởi lên hiếu đạo Của cả một đất nước Nhất gia nhân được nói ở trong viện đại học gia phong trong một gia đình mà đều là nhân đức nhất gia nhân một đất nước sẽ hưng khởi lên một nếp sống xã hội nhân đức nhất gia nhân nhất quốc hưng nhân vì vậy lãnh đạo một đất nước lãnh đạo một cái đoàn thể thì không có phức tạp như đã tưởng tượng nhất định là từ tự mình tu thân bắt đầu làm từ tề gia sẽ tự nhiên mà trị quốc bình thiên hạ cho nên bạn xem triều chu cũng là từ bản thân họ tu thân từ việc gia đình làm ra tấm gương tốt cho cả nước cho nên nhất gia nhân nhất quốc hưng nhân nhất gia nhượng người một nhà biết được lễ phép hiểu được lễ phép thì nhân dân cả nước sẽ hưng dượng cho nên Triều Chu Khi mới bắt đầu Thái Dương tại nhị Thái Dương là Phụ thân của Dương Quý Tôi xin ghi lên một chút Phụ thân của Dương Quý Là Thái Dương Con trai của Dương Quý Là Văn Dương Lúc đầu Thái Dương nhìn thấy Văn Dương Chính là cháu của ông Cảm thấy đứa cháu này Phẩm chất thiên phú rất tốt Tương lai có thể là một vị vua thánh nhân Nhưng mà Dương Quý Là con trai thứ ba Ông vẫn còn một người anh cả là Thái Bá Và một người anh kế Là Trung Dung Hai vị huynh trưởng này của dương quý Nhìn thấy Phụ thân của mình yêu thương đứa cháu đến như vậy Hiểu được đứa trẻ này Vì sao nhất định Sẽ là vị vua thánh nhân Cũng chính là cháu của họ Sẽ là vị vua thánh nhân một đời Vì thế họ Vì không muốn để cho phụ dương của mình khó xử Hai người này Nhân nói muốn giúp cha đi Hái một ít thuốc Hai người đi lên núi Từ đó vì sao không xuống núi nữa họ sợ khi phụ thân truyền ngôi cho dương quý thì sẽ khiến cho phụ thân cảm thấy rất khó xử đối với hai người họ cho nên vì để cho phụ thân dễ dàng hơn mà họ có thể buông bỏ quyền vị vì thế mà sự lễ nhượng của gia đình này đã khiến cho rất nhiều người cảm động mà khi nhường như vậy thì đã thành tựu được tâm hiếu vừa như nhường như vậy thì anh em sẽ không có gì quyền gì lợi mà tranh đoạt lẫn nhau cho nên đích thực là đã làm được hiếu để đối với cha thì làm được hiếu đối với huynh đệ là hữu ái là để tiếp đến đối với nhân dân thì làm được trung trung với nhân dân để cho nhân dân có thể có được một vị vua thánh nhân vừa nhường như vậy thì khổng tử nói hai người này là chí đức người không có đức hạnh chân thật thì sẽ không thể làm ra được những sự việc như vậy vì vậy mà họ nhất gia nhượng nhất quốc hưng nhượng nhà chu gì sao lại cường thịnh chính là đã làm ra được tấm gương vô cùng vô cùng tốt người xưa có thể lưu danh sử sanh những khí phách này đều không phải là hư vọng vì quân dương ngày xưa có thể làm được như vậy thế thì con người chúng ta hiện tại có thể làm được hay không có một doanh nghiệp lớn đã từng gặp phải Một sự thất bại to lớn Bị lỗ vốn gần tám 800 triệu Một người giả sử doanh nghiệp của bạn Bị lỗ vốn tám 800 triệu Thì bạn sẽ làm như thế nào Có lẽ là sẽ ngủ vui Mà không dám thức dậy Con người chân thật đối diện với sự thật Thất bại như vậy Chính là đang khảo nghiệm tính nhẫn chịu của bạn Người xưa có câu nói là Đại nạn không chết Chỉ chết này không phải có nghĩa là Bị người ta giết chết Không phải vậy Giải thích nghĩa rộng cho chữ tử này Chính là khi bạn thật sự gặp phải một thách thức rất lớn Bạn vẫn có thể cắn chặt răng Sừng sững hiên ngang mà xong qua Như vậy thì phước gì sao Sẽ vô cùng vô tận Bởi vì thật sự Sự thất bại đó ngược lại không có khiến cho doanh nghiệp này nản lòng Họ vẫn không ngừng kiên trì nỗ lực Vì sao đã giật vậy được sự nghiệp Giả lại còn làm ăn rất tốt Vì sao chúng tôi có đi tìm hiểu Thì doanh nghiệp này Họ đã huấn luyện công nhân Huấn luyện điều gì Họ đã dùng đệ tử quy Để huấn luyện công nhân viên Dùng tam tự kinh để huấn luyện công nhân viên Chúng tôi đi tìm hiểu được Họ vì sao lại phải dùng đệ tử quy Để giáo dục công nhân của họ họ vì sao không nói với mọi người là các bạn chỉ cần đem hàng của chúng ta bán cho tốt là được rồi các bạn chỉ cần bán hết được hàng cho công ty thì được rồi họ cần gì phải dùng đến địa tử quy để dạy công nhân viên của họ chứ là vì họ đã đem sự trưởng thành đem con người của công nhân viên đặt ở trong tâm bởi vì đã biết được những công nhân viên hiện tại không hiểu được cách làm người một người không hiểu được cách làm người thì cuộc đời sẽ lắm sự gai góc nhất định là sẽ vô cùng lận đận cho nên bởi vì họ có được cái tâm yêu thương công nhân viên này tự nhiên sẽ được sự yêu quý lại của công nhân viên vì vậy nhất gia nhân họ có cái tâm nhân từ yêu thương người cấp dưới doanh nghiệp này mỗi năm vào những dịp lễ tết quan trọng thí dụ như là tiết thanh minh tết nguyên đáng những dịp lễ quan trọng như vậy thì tất cả con cháu đều phải lạy mẹ của mình, đều phải lạy cha mẹ. Cho nên đây là cả gia đình đều là lấy hiếu để trị gia. Khi người lãnh đạo mà có được cái tâm hiếu này thì những người cấp dưới sẽ rất là cảm động, tiếp đến sẽ noi theo. Khi những công nhân này biết dùng hiếu đạo trị gia thì gia đình của những công nhân này cũng có thể hòa thuận vui vẻ mà gia đình của những công nhân viên đã hòa thuận vui vẻ thì tâm thái của họ nội tâm của họ mới có thể thật bình an công việc cũng sẽ làm được rất tốt vì vậy họ dùng đề tử quy để dạy công nhân viên của họ làm người công nhân của họ mới biết hiểu được tu thân và tề gia họ lại cũng hành hiếu đạo để làm tấm gương cho công nhân viên Công nhân viên cũng hiểu được lấy hiếu Để mà đôn đốc chính mình Để quản lý gia đình Vì thế những người lãnh đạo chúng ta Không thể chỉ biết nghĩ đến túi tiền của chính mình Những là phải có thể nghĩ đến Sự trưởng thành của công nhân viên Gia đình của công nhân viên Chỉ cần người lãnh đạo Có được cái tấm lòng và khí phách đó Thì nhất định sẽ có thể dẫn dắt doanh nghiệp Rất tốt cho nên một người lãnh đạo Thì ngôn ngữ hành vi Thái độ xử sự, sự Đều sẽ trực tiếp Ảnh hưởng đến cấp dưới của bạn Vào thời nhà thương Thì vua thương trụ Là hoàng đế cuối cùng của triều nhà thương Khi ông ăn cơm Cầm lên một đôi đũa ngà voi Kỳ thực Bên cạnh vua thương trụ Thì có những vị đại thần tốt nhiều hay không? có gì quan tốt có trí huệ hay không có có rất nhiều vậy thì tại vì sao triều nhà thương vẫn bị bại vong? bởi vì người lãnh đạo không có thái độ tiếp nhận sự can gián của thần dân và không có tâm độ lượng thế là đã tạo thành hậu quả là sau cùng những vị đại thần tốt đều rời bỏ ông mà đi có một số còn bị vô trụ giết chết trong đó có một vị đại thần rất có trí huệ khi nhìn thấy vua trụ cầm lấy đôi đũa ngà voi lên thì trong tâm ông nghĩ phiền phức to rồi đất nước sẽ gặp đại nạn ngày xưa người đọc sách nhìn thấy một đôi đũa thì có thể biết đất nước sẽ có đại nạn vì sao vậy người chúng ta hiện tại thì có được hay không không được cho nên thật sự là người xưa đọc sách xưa thì rất có trí huệ ông đã nghĩ đến khi vua trụ cầm lấy đôi đũa ngà voi lên vô trụ muốn dùng ly trà như thế nào phải dùng chiếc ly làm từ sừng của tê giác khi dùng đũa ngà voi và đi làm từ sừng tê giác thì phải dùng cái bàn làm từ gì phải dùng bàn làm từ vàng nếu dùng bàn ăn vàng thì xin hỏi thức ăn phải như thế nào bạn không thể nào trên cái bàn bằng vàng như vậy lại để dày miếng đậu hũ được mà đều là sơn hào hải dị khi bạn ăn sơn hào hải dị thì cũng không thể nào Ăn mặc sơ sài được Mà phải mặc những gì Sẽ mặc lĩnh Là lụa là gấm dốc Hàng tơ lụa bằng mặc lụa là gấm dốc Thì cũng không thể ở trong ngôi nhà dán được vậy thì phải cất như thế nào Tất cả những kiến trúc hoàng cung xa qua lộng lẫy Đều xuất hiện Vì phải tốn bao nhiêu tiền Phải tốn cả núi tiền Xin hỏi Phải lấy tiền từ đâu Thì phải đi dơ dét tất cả tiền mồ hôi nước mắt của lão bá tánh Tiền nuôi dưỡng cha mẹ vợ con của lão bá tánh Để bị họ cướp lấy Đến sau cùng thì như thế nào Khởi nghĩa Thảo phạt vị vua này Cho nên nhất nhân tham lệ Trong quyển đại học nói Nhất gia nhân nhất quốc hưng nhân Nhất gia nhượng nhất quốc hưng nhượng Nhất nhân tham lệ nhất quốc tác loạn Họ tham như vậy, bạo lực như vậy Thì cả nước sẽ khởi dị, chống lại Chúng ta vừa mới nhắc đến nước Đã cho chúng ta một sự khải thị Trong đó có một câu liên quan với nước Gọi là nước có thể đẩy thuyền Cũng có thể lật thuyền Bậc quân dương nhân dân có thể bảo hộ Để cho đất nước được hưng thịnh Nhưng mà một khi bằng bạo lực vô đạo Thì như nước Sẽ có thể nhấn chìm bạn Cho nên vua thương trụ không hiểu được phải được lòng dân không thể tranh lợi với dân vì thế quân dương chỉ cần tranh lợi với dân đến sau cùng thì nhất định sẽ bị người thân xa lánh cô lập hoàn toàn cho nên sự hợp tác giúp đỡ của công nhân viên của cấp dưới đối với chúng ta cũng đều quyết định ở thái độ của chúng ta cách làm của chúng ta cho nên mạnh tử đối với mối quan hệ quân thần có một đoạn giáo huấn rất sâu sắc Đối với chúng ta Tôi xin viết ra cho mọi người xem Là Mạnh Tử đã nói Quân chi thị thần như thủ túc Tắc thần thị quân như phúc tâm Quân chi thị thần như khuyến mã Tắc thần thị quân như quốc dân Quân chi thị thần như thủ giới Tắc thần thị quân như khấu thù Tốt rồi Chúng ta hãy xem một chút về Mạnh Phu Tử Một sự giáo huấn quan trọng Đối với mối quan hệ quân thần Người lãnh đạo giả sử đối với đại thần Đối với cấp dưới mà xem như thủ túc Xem như quân đệ vậy Thì cấp dưới sẽ đối lại với họ như thế nào Sẽ xem họ như những người thân tín Nguyên chi thị thần như khuyển mã Nếu bạn xem cấp dưới của bạn Giống như là trâu ngựa đang làm việc cho bạn Cũng không tôn trọng họ thì họ cũng sẽ xem bạn Như những người xa lạ thông thường mà thôi Cũng giống như người ở cùng một nước mà thôi Có tôn trọng với bạn hay không Cũng không tôn trọng Quân chi thị thần như thổ giới Bạn đối với cấp dưới của mình mà nghĩ là Tôi đã bỏ tiền ra thuê Thì anh phải làm chỉ Lão thật mà lạ Anh phải làm việc ngày đêm cho tôi Không xem người ta như con người Xem như cỏ rác gì thì họ xem bạn giống như cái gì Xem bạn như kẻ cướp Xem bạn như kẻ thù từ chỗ này chúng ta có thể thể hội được thái độ của cấp dưới đối với người lãnh đạo được quyết định bởi thái độ của người lãnh đạo cho nên lãnh đạo không tốt một đoàn thể lãnh đạo không tốt một doanh nghiệp thì ai là người chịu trách nhiệm lớn nhất ai vậy là người lãnh đạo vì thế khi không dẫn dắt tốt tổ chức của mình không dẫn dắt tốt doanh nghiệp của mình thì không thể trách những người cấp dưới và công nhân Phải phản tỉnh chính mình Phải nghĩ đến câu nói của Vua Thang dạng phương hữu tội Tội ở ai? Tội ở chính mình Tội tại trẫm cung Đây là một thái độ của người lãnh đạo Đối với cấp dưới Quân nhân Tiếp đến là thần trung Chúng ta vừa mới nói Thì trung với cái gì Trung giới bổn phận Trung với chức trách của mình Các gì bằng hữu Các vị hãy nhìn tôi Không nên nhìn bên đó Chúng ta phải tập trung một chút Định công của một người lúc nào Cũng đều phải luyện Tiếp tục Thần thì phải trung với bổn phận của họ Trung với người lãnh đạo của họ Trung với công việc của họ Vì thần thì có một công việc rất quan trọng Đó là nhất định phải tận tâm tận lực nghĩa là khi người lãnh đạo có lỗi lầm thì phải biết khuyên can người lãnh đạo cho nên trong hiếu kinh có một giáo huấn rất quan trọng trong hiếu kinh nói là thiên tử hữu tranh thần thất nhân đến thiên tử vào khi đó chỉ cần có bảy vị đại thần chịu khuyên can họ cho dù là thiên tử không có đạo đức học vấn cho tốt lắm thì tuy vô đạo bất thất kỳ thiên hạ thiên hạ của thiên tử vẫn có thể duy trì được chư hầu hữu tranh thần ngũ nhân chư hầu là một đất nước thí dụ như nói nước lỗ nước tề có một đất nước tuy là vô đạo nhưng mà họ có thể tranh thần ngũ nhân tuy vô đạo bất thất kỳ quốc đại phu đại phu được xem như là một chức quan là rất to lớn vào ngày xưa đại phu hữu tranh thần tam nhân chỉ cần ở bên cạnh họ có ba người chịu khuyên can tuy là bản thân có đạo đức học vấn chưa tốt nhưng cũng không mất nhà không đến nỗi khiến cho gia tộc tiêu tán vì thế bên cạnh chỉ cần có cấp dưới can gián đối với sự thành bại trong cuộc đời họ có tầm quan trọng rất lớn vì thế ngày xưa có rất nhiều lương thần trung thần đều rất biết giữ bổn phận chỉ cần là quân dương có lỗi lầm họ lập tức khuyên can một người rất nổi tiếng là ngụy chủy vào thời nhà đường vậy đương nhiên việc khuyên người khác thì có thể ăn nói thẳng thắn ra hay không cũng phải quan sát sắc mặt xem xét thời thế vì gì mà ngụy chủy cũng rất là có trí huệ Ông vào lúc đó là phụng sự cho đường Thái Tông Đã nói với đường Thái Tông Ông nói Thần muốn làm một lương thần Tuyệt đối không làm một trung thần Các vị xem ngụy trụy rất lợi hại Có thể thông qua Một số vấn đề Mà dẫn dắt đường Thái Tông phải suy nghĩ Nói là Thần muốn làm một lương thần Tuyệt đối không làm trung thần Đường Thái Tông rất hiếu kỳ Vì sao mà Khanh muốn làm lương thần Chứ không làm trung thần Ngụy Chủy nói với Đường Thái Tông Trung thần đều phải chiếm đầu Có người còn bị moi tim ra nữa Cho nên thần không là một trung thần Thần muốn làm lương thần Vừa nói vậy xong Thì Đường Thái Tông liền cười ha ha Nhưng mà trong lúc cười như vậy Thì Đường Thái Tông cũng suy nghĩ Bởi vì những vị vua này Ngày xưa Đều là Đọc rất nhiều sách Đặc biệt là lịch sử thì đều thuộc lòng lào, lào. Để nghĩ đến câu bạo quân mới dạy ra được trung thần bởi vì khi được những vị quân dương này khi được khuyên can đều bị hoàng thượng chém đầu vô nghĩ đến nếu như ta đem trung thần giết chết thì ta trở thành bạo quân cho nên người chị nói như vậy xong vì sao ông không cần phải lo lắng cho sinh mạng của mình nữa bởi vì đường thái tông sẽ nghĩ là ông tuyệt đối không làm bạo quân ngôn ngữ và trí huệ của ngụy chủy tương đối cao vì vậy mà việc nói chuyện cũng phải không ngừng mà đề cao cảnh giới vì sao có một lời ngụy chủy khuyên đường thái tông quả thật là đã khuyên rất kịch liệt đường thái tông nhất thời chưa thể tiếp nhận được liền nổi trận lôi đình liền đi một mạch trở về tẩm cung vừa đi vừa nói thật là tức chết thật là tức chết tên nhất định phải chém đầu ngụy chủy mới được nói trong lúc giận rất tức giận đi vào trong tẩm cung tên nhất định phải giết ngụy chủy đúng lúc đó ông gặp được hoàng hậu Hoàng hậu nhìn thấy hoàng thượng giận như vậy trong tâm nghĩ đến nhất định là do ngụy chủy đã khuyên can quá kịch liệt rồi nên hoàng thượng mới tức vậy thế nhưng hoàng hậu cũng không hỏi hoàng thượng là đang giận cái gì mà lập tức nói chúc mừng hoàng thượng chúc mừng hoàng thượng đường thái tông nghe như vậy rất lấy làm khó hiểu ta đang giận đây hoàng hậu còn chúc mừng ta cái gì chứ ông nghĩ không ra hoàng hậu nói bỗng hoàng thượng nhất định là đã có đại thần thánh nhân xuất hiện rồi đường thái tông nghe xong vốn là giận lắm nhưng đột nhiên lại quan nghĩ vì thế các vị xem vị hoàng hậu này có lời nói và trí huệ rất cao cho nên chúng ta có thể từ trong câu chuyện này mà thể hồi được một vị hoàng đế cũng vậy một người nào đó cũng vậy muốn cuộc đời có thể thành công lập nghiệp thì không thể thiếu nhất là cái gì là bên cạnh người đó có được người thật sự có thể khuyên can đường thái tông không có ngụy chủy không có hoàng hậu gì thì công lao sự nghiệp có thể làm nên không rất khó cho nên các vị bằng hữu bên cạnh bạn có được thân hữu chịu khuyên can bạn thì bạn phải xem như là gì xem như là bảo vật gì vì thế ở trong hiếu kinh nói sĩ hữu tranh hữu một người đọc sách phải có một người bạn hữu chịu khuyên bảo họ thì cuộc đời này của người đó mới không bị thân bại danh liệt một người cha nếu có thể khuyên bảo con cái của mình thì chúng mới không làm ra sự việc phạm pháp tắc thân bất hạm ư bất nghĩa vì thế hiện tại mà bạn đang có Những người bạn như vậy Thì bạn phải biết quý trọng Chúng ta hãy xem thử Con người hãy nghe thấy người khác khuyên bảo Thì thường phát cáo lên Gọi là lời thật thì có nghe Nhưng mà lợi ích hiện tiền Cho nên một người Mà có được tâm lượng Có thể tiếp nhận lời khuyên của người khác Nhưng phải bắt đầu xây dựng từ khi nào vậy bạn đời đến khi họ đã quen những lời nịnh nọt xuôi tay rồi rồi lại nói một con người phải biết tiếp nhận lời khuyên của người khác thì có thể làm được hay không làm không được cho nên một thầy giáo họ lý của chúng tôi ở thẩm quyến thầy dạy bọn trẻ đã dạy đến một câu ở trong đề tử quy là nghe khen sợ nghe lỗi vui Nghe thấy người khác khen chúng ta Chúng ta được sủng ái mà lo sợ Phải tự mình cảnh giác Ta vẫn còn làm chưa được tốt đến như vậy Nghe lỗi thì vui Nghe được người khác chỉ ra khuyết điểm của chúng ta Thì chúng ta phải quan hệ tiếp nhận Và còn phải cảm tạ người khác Người hiền đương dần gần gũi Tất cả những người bạn chịu nói với bạn Thì sẽ đến bên cạnh bạn Đúng lúc thầy Lý Về đến chỗ này Khi thầy về đến đoạn này cũng đúng lúc Tôi cũng thầy thiệu và một số thầy khác Đang giảng ở Hàng Châu Sau đó Sau khi trở về thẩm quyến Đúng lúc ăn cơm Vì thầy họ thiệu này Liền chỉ ra một hành vi của một học trò Chỉ ra hành vi đó Không được tốt cho lắm Cần phải sửa đổi trở lại Những lời này vừa mới nhất Thì cô bé này lập tức cúi đầu 90 độ Cô bé nói cảm ơn thầy Thiệu đã chỉ dạy khuyết điểm cho em vì thầy họ thiệu này cảm thấy vô cùng kinh ngạc Bạn xem chỉ vậy như vậy Thì bọn trẻ đã có thể quan nghĩ tiếp nhận Cho nên từ đó vì sao Chúng tôi chỉ ra những khuyết điểm cho bọn trẻ Thì chúng không những không có giận Mà còn cảm ơn Còn cúi đầu rất sâu đối với bạn Cho nên trẻ mà từ nhỏ Đã tạo thành cái tâm độ lượng rộng rãi Để tiếp nhận lời khuyên bảo của người khác thì sự lợi ích đối với cuộc đời chúng Thật sự là không có cách nào tính đếm được Được rồi Tiết học hôm nay Chúng ta chỉ học đến đây thôi Xin cảm ơn mọi người